lôi crom pi mơn đà la bà chơi mà do lan đi bong bóng đó bong bóng đại trang ban lan bà pick up bà select pon nam phần lớp pi pon đọc cổng bay bà phong pi option tùm nơp bà miên lôi đặt crom pi mơn đà la bong bóng đó mà do lan buôn đi do tập trai cho hay bong chơi pi option đi bong bóng nhạ sai trăm đô bong bóng đó bà muốn đừng mở option cho mọi bong bóng đọc nia bà mở riêng về mà chôm sân bong bóng đó bà mới riêng về mà chôm sẵn hay chẳng dừng bà thì check mơ option A class bà vì xa xong cho mỗi lần lối pi mơn là năng ớt rồi mỗi có vì lơ vì lối pi mơn là năng mở bốn á bà là dừng mơ riêng mà chôm bà bọc kẹp con cho mỗi lần dàn với bà chia bà phê phụ ở câu mế ông bốn á bà xa nó dàn đi dàn là bà phê phụ full option bà hay kháng nông là dừng mơ mà kháng nông sân cả không nhóm riêng trong cho mỗi nâng cầm ra VIP mà xe tới bóng bốn á bà riêng trong cho mỗi nâng cầm ra VIP mà xe hay tiết nhóm thư ca đê phục bà đê phục mà xa chung bóng bốn đọc nên like cho mỗi nâng khám ai lương bà tăng đồ bố tăng ai chung bóng bốn đọc nên mà xe tiết bà hay là dương mà mơ kháng khăn ông này cả bình niệm đón bà còn bên cầm ra VIP đôi kia đá hay dương cái lấy mơ thằng đấy đôi tự làng tư tư chẳng vì nguyên bộ phép cái chọ ô tô đôi kia bà xa tăng bóng bốn đọc nên hay có bom pẹt cho mỗi những sòm cho câu thôi mà xét đâu phải mình sân hay mà sát và bom pon cho tập rái cứ đăng tài em mong bom pon bà ai bài đây bị xét nó cứ bà này ông pon này bảy học vậy dù bảy học bà lôi mình tên cho bom pon chẳng đã bảy học chẳng gặp ban và bom pon chẳng prai cho mỗi những apple car play gặp ban và bị xét nó bom pon ở nè nè chẳng mưa sấm chẳng mưa sấm chạy mà sấm máu chẳng mưa chuyền chạy mà chuyền máu chẳng mưa cào chạy mà cào máu chẳng mơ múc cho mà múc mở bằng phần và vì lôi thằng cho lại nhé và nó dừng record và ok lại dừng thôi khỏi sân và dừng thôi khỏi dừng mà mời cho mùi năng anh đi mà đòn bằng phần ở ní cầu miên cho mau cho mùi năng Apple CarPlay đấy bằng phần ở này nữa dừng ai chờ khẩn cho mùi năng Apple View Store và vì miên khẩn cho Apple CarPlay đấy và nhầm hộ Apple CarPlay chưa bằng phần ở này ក្នុងអេបនេះមាន Apple CarPlay បាទខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទខាចឹងទំនើបងប្អូនណាបាទវាបំពាក់ជាមួយនឹងប៉ុង2ដែរបងប្អូនបាទយើងប្រើជាលក្ខណៈប៉ុង2ក៏បានបាទគីឡូវាតិចបាទគីឡូទៅប្រហែល50000ជាងទេហើយខាងក្នុងអីហ្នឹងគឺមកសែតហ្មងបងប្អូនបាទស្អាតណាស់ដីពូកដាក់កំរាលដាក់អីហើយមកស្អាតមានសោមចកោតបាទ20000ដុល្លារបើសិនយើងធៀបជាមួយនឹងរថយន្តផ្សេងហើយមាន option ប្រហែលហ្នឹងគឺมันមានទេបងប្អូនបាទបើធៀបមួយ Ford អីចង់បាន option ប្រហែលហ្នឹងតរតការ40000ដុល្លារអីណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលស្រឡាញ់ចង់បានបាទអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទបងរំលោះទិញរយសុទ្ធបាទទិញដាច់ក៏បានបងរំលោះក៏បានហើយយើងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចូលចិត្តពួកប្រភេទឡានក្រេអាចចុច like page ដើម្បីតាមដានហើយបងប្អូនដែលចង់បាទតាមដានទីផ្សារឡានក្រេអីផ្សេងៗបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកយើងផ្ទាល់ដែរបាទយើងមានក្រុមមួយសម្រាប់ support បាទរាល់គ្រឿងបន្លាស់ឡានក្រេក៏ដូចជាពលមានឡានក្រេផ្សេងៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនដែលចង់បានពណ៌សក៏មានដែរនេះខាងនេះក៏មានពណ៌សដែរណាបាទសពីរគ្រឿងបាទប៉ុង1ប៉ុង2បាទមានទាំងអស់ហើយខាងនោះមានក្រោយនោះមានមួយគ្រឿងទៀតណាបាទហើយចុងខែហ្នឹងចូលដូចជា6 7គ្រឿងទៀតដែរបងប្អូនណាបាទហើយខាងក្រោយនេះក៏យើងអាចបើកបានដែរបងប្អូនបាទខាងក្រោយនេះក៏យើងអាចបើកបានដែរយើងដឹកអីវ៉ាន់ជាប្រភេទអីវ៉ាន់ដែលមិនចង់ឲ្យត្រូវពលឺថ្ងៃឬមួយក៏ត្រូវទឹកភ្លៀងអីបងប្អូនអាចដឹកបានខាងក្រោយនេះទលាយហើយយើងអាចអង្គុយបានដូចគ្នាដែរហើយអានេះយើងអាចបើកបិទទម្លាក់ចុះទម្លាក់ឡើងឲ្យបានស្អាតโอเคអរគុណច្រើនបងប្អូនណាចង់បានកុំភ្លេចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ page ជំរាបលាបងប្អូន